Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải em ơi. Di Khải kính chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở lần này thì Khải vừa rồi đánh Tống Kim và được top 3. Đó, cho anh em cùng xem sơ qua. Đó, 128k, 174 mạng. Giết đầu sơ 10 và tử vong 30 lần. Tử vong cũng khá là bình thường em ạ, không phải quá cao anh em. Liên chạm 35. Đó, anh em cùng xem qua top 1 đến top 10. Đại sư hình nhỏ đang cậu cả view con lông đao mất vào lòng một tật rồi thì phải. Khải thì chưa có cuốn nào đang muốn mua nhưng mà mất quá em ơi. Mạnh Lâm con lông đao, Caravan thiên nhẫn, tam nát con lông đao, 14 Reason nhỏ đang, một đập phong là phải nhận biết, một con hạt là nhỏ đang, anh chơi kề chơi không biết có gì luôn. Rồi thì hôm nay Khải được top 3 anh em. Và ở set đồ này Khải muốn sau lại cho anh em xem tại vì sao nó một số, có một số đồ nó bị lạ, nó bị mới nè. Nó bị nó gọi là Khải mới sắm. Đây cho anh em xem Khải mới sắm là sắm chỗ nào đây. Mới sắm đây. Nói chung thì cái đao á thì ông nói rồi, cái đao này thì ở video trước Khải cho anh em xem cái đao này tốc độc sát 30. Đây nè. Cái đao tốc độc sát 30 đây. Cái đao tốc độc sát 30 này. Đó. Ok chưa? Đao tốc độc sát 30. Đây. Đó. Rồi gia truyền kháng cảnh 5. Bao tay chón. Nói chung là hiện tại Khải có 60 chón rồi nè, Khải bỏ hiệu ứng chón rồi. Nhận sức mạnh, sinh lực nội lực, nhận sức mạnh, sinh lực nội lực đó. Rồi. Đặc biệt ở đây là cái áo này mà, cái áo quá chất luôn. Minh Tiến Lê, Lê Minh Tiến. Ok. Anh Minh Tiến Lê vừa gửi em 200k. Ok anh ơi. Và cái áo phục hồi 49 đặt móc 47 nha. Cái áo khá đẹp luôn. Áo hôm qua Khải mới đấu trong bang 1 triệu anh em à. 1 triệu em đồng cái áo này. Rồi cái đao này hôm trước Khải mua 3,5 triệu. Đó. Rồi nón này thì một kim là khoảng 70.000. Bao tay này 5 kim thì khoảng 400.000. Đó. Cũng 300.000. Rồi đai lưng này hôm trước Khải mua 7 kim thì khoảng 500.000. Giày này mua 5 kim khoảng 400-300.000 nữa. Chung là rẻ thôi nè. Nhẫn này 200.000. Nhẫn này 70.000. Nhẫn này 70.000, nhẫn này 200.000. Rồi. Ngọc bội này Khải mua là 300.000 Việt Nam đồng. Đó. Nói chung là tổng số đồ này gần tới 5 triệu nè. Tổng số đồ của Khải gần tới 5 triệu thôi. 3,5 triệu dưới này 1 triệu là 4,5 triệu. À 5 triệu hơn. Mấy cái đồ lạch vạch này vài trăm nghìn nữa là 5 triệu hơn nè. Đó. Hôm nay được top 3 tổng kim cho nè. Lần đầu tiên mà hôm qua thì Khải được top 2. Hôm nay thì được top 3 nè. Có vẻ tầm này con Khải đánh nó có vẻ ổn ổn hơn tí rồi nè. Đó cho nên em xem tổng sơ qua set đồ lại 1 lần nữa. Ổn ổn hơn tí rồi đó. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Vừa rồi được top 3, được thêm một kỹ mạch nạ kỹ năng một cấp anh em ơi. Về hiện tại Khải lúc nãy thì Khải được một kỹ năng thôi. Và bây giờ Khải đã lên được hai kỹ năng vốn có anh em ơi. Đó, đẹp tuyệt vời luôn. Cắn lất hay lực tây Khải lên 5k mấy lần anh em. Hôm nãy thì cái một kỹ năng thôi, vừa rồi được top là được thêm một kỹ năng nữa, quá ngon. Rồi ok, anh em xem video đừng quên ủng hộ những video mà Khải sáu đồ hàng ngày vào lúc 11:15 những cao thủ tống kim Khải sẽ soi tiếp anh em xem nha. Hôm nay Khải định soi mà không kịp giờ nên mà tại vì Khải soi Khải xong là hết giờ mất á. Giờ có đi phong độ nữa nè mọi người.